xin chào các bạn chào mừng các bạn quay lại với channel của mình trong video của ngày hôm nay mình hướng dẫn cho bạn là đăng ký và cai C cái tài khoản sàn là okx đây là một cái sàn giao dịch tiền tử nhá thì nó có một cái thông tin khá là hay tức là trên cái group của là Zimetalo thì mình thấy là họ đưa tin là đang là hợp tác với sàn là okx thì cũng có thể là cái đồng là okx này là cái đồng quay trên cái sàn này À, sẽ có mặt tại là Zimitalo nhé và đây vẫn là cái thông tin là mình nghe nói là bên là Zimitalo họ là đưa tin thôi còn cái chuyện mà họ có hợp tác thành công hay không thì mình cần phải là chờ đợi và tiếp theo khi mà mình đăng ký tài khoản sàn OKX này thì các bạn còn được là rút cái đồng quay mà các bạn đào ở trên cái app là MRST về nhé hôm trước thì mình có test mình rút về cái sàn OKX thì mình cũng đã là bán thành công sang là GDT thì ở cái video này mình hướng dẫn bạn là đăng ký và cai C trên cái sàn là OKX và ngoài ra nữa thì các bạn có thể là rút cái đồng là MZST về để các bạn bán ở trên cái sàn này. Và cái sàn này khi các bạn là người mới đăng ký thì nó có chính sách cho người mới là sẽ mở một cái hộp quà bao gồm cái ST nhưng mà cái hộp quà đấy thì nó là hên xui nếu như mà các bạn may mắn thì mình có thể bốc ra những cái NFT trị giá tới cả là trăm đô la và nó có cái chính sách là EVEN cho là người mới đăng ký đấy thì các bạn sẽ là làm một số cái nhiệm vụ cho người mới chẳng hạn là nạp tiền lần đầu thì sẽ thưởng cho mình một số cái event cho là người mới nhá ở đây mình lên cái twitter mình sẽ cập nhật bạn về cái thông tin là bên phía là Zimitalo đấy họ cung cấp là họ đang là hợp tác chiến lược với sàn là okx nhá thì cái thông tin này cách đây là hai ngày này ở đây mình dịch sang tiếng việt mình đọc cho các bạn Zimitalo vui mừng thông báo mối quan hệ hợp tác chiến lược của chúng tôi với hệ sinh thái chuỗi là OKX chuỗi tương thích với EVM và IBC được hỗ trợ bởi là OKX. Khi ngành của chúng tôi ngày càng phát triển sẽ có nhiều sáng kiến hơn để mang lại nhiều giải pháp giá trị hơn cho cộng đồng trong không gian crypto. Thì đây là cái thông tin mà bên phía là Zivitalo đấy họ đưa tin thôi. Còn cái chuyện mà họ có hợp tác thành công hay không thì cái đấy thì cần phải là chờ đợi nhé. Nhưng mà nếu mà họ mà hợp tác thành công thì mình nghĩ cũng có thể là sẽ có những cái đợt mà job nhé và trước đây có một cái sàn là Quay X thì khi họ mà hợp tác với là Gitalo thì họ đã họ đã có một cái đợt mà anh cho cộng đồng là mình à, à, thực hiện là giao dịch là chuyển tiền từ là Zetalo lên là Quay X thì mà nhận cái đồng quay ở trên đấy đồng két ở trên đấy nhá thì không biết là cái Zutalo này có hợp tác thành công với là sàn là OK hay không nhưng mà nếu mà hợp tác thành công mình nghĩ là sẽ có những cái đợt mà anh để cho cộng đồng mà chào mừng giữa là hai cái sàn này ký kết để hợp tác nhé. Còn bây giờ mình hướng dẫn cho bạn là tạo cái tài khoản trên là cái sàn là OKX và hướng dẫn bạn là cai C sàn là OKX này. Để đăng ký sàn là OKX này thì các bạn sẽ lấy đường link mình để bên dưới phần là mô tả và bên dưới phần là bình luận video nhé. Ở đây thì họ nói là nếu như mà mình đăng ký thì khi mà mở cái hộp quà bí ẩn thì có thể là sẽ trúng cái NFT đấy trị giá tới là 10 000 đô nhưng mà hôm trước mình đăng ký mình mở ra nhưng mà không trúng đâu, nó trúng cái vật phẩm khác nhé. Như vậy sau khi mà các bạn bấm link, link thì bạn bấm bên dưới này cái chữ mà nó bảo mình là chấp nhận cái chấp nhận mọi cái cái cốt kỳ bạn bấm vào đấy thì các bạn kéo lên bên trên này các bạn bấm vào cái nút là đăng ký ở đây ở đây thì các bạn sẽ là ghi bên mail nhé không cần là số điện thoại đâu các bạn dùng mail cho mình các bạn đăng ký cho dễ các bạn ghi mail này thì nếu như mà các bạn có cái tài khoản mà các bạn đang đào cái app mà mrst này ấy, thì nếu như bạn có tài khoản này thì bạn lấy luôn cái mail mà các bạn đăng ký với app này bạn dùng cũng được cho tiện nhé thì các bạn sẽ ghi cái mail ở đây xong rồi các bạn ghi mật khẩu nhá thì mật khẩu yêu cầu là phải dài là từ 8 tới là 32 ký tự và phải có là chữ thường và chữ in hoa ký tự đặc biệt nhé như vậy các bạn ghi mật khẩu bạn nhớ lại nhé vì nó có mỗi một cái dòng mật khẩu thì các bạn để cái con mắt này hiện lên này tiếp theo bạn kéo bên dưới các bạn click vào nút là đăng ký sau khi mà bạn đăng ký thì nó còn gửi cái code về mail nữa các bạn cần phải mở cái mail lên thao tác mấy cái bước nữa nhưng mà nó khá đơn giản thôi và sau khi các bạn đăng ký thành công thì các bạn sẽ là tải app sau khi các bạn tải app về thì các bạn sẽ là mở cái app lên nhé Bây giờ mình sẽ là hướng dẫn cho các bạn là cai C nhé Và sau khi mà các bạn cai thì các bạn mới là dùng được những cái chức năng là nạp và rút và các bạn à, mua bán quay ở đây Ở đây mình giải thích một chút là bên cái ví này tức là cái ví DeFi Web 3 thì các bạn không cần tạo đâu nhé Cái ví này nhớ kỹ cho mình không cần tạo nó kệ nó mà mình dùng cái ví sàn để mình rút cái đồng là MRST về đây. Và đầu tiên để KIC thì bạn bấm cái hình đồng người bên trên ấy, thì các bạn sẽ nhìn thấy chữ là xác minh này. Ở đây mình đã là xác minh level 2 rồi nhé Các bạn bấm vào và các bạn sẽ là tiến hành xác minh nhé KIC cái sàn này thì khoảng độ là 2 phút đến 3 phút là bạn làm xong và xét duyệt khá nhanh Ở đây các bạn sẽ là chọn cho mình quốc gia là Việt Nam này Xong rồi các bạn bấm vào là tiếp tục Tiếp theo thì các bạn sẽ là ghi tên và tên đệm nhé Và bên dưới là họ ví dụ là Nguyễn Văn A thì các bạn ghi là Văn A bên trên Bên dưới thì các bạn sẽ ghi là Nguyễn vào đây và cái loại giấy tờ thì các bạn cái mũi tên này xuống nó sẽ hỗ trợ các bạn là ba cái loại giấy tờ cho bạn thực hiện là cai c thì các bạn có thể là để sang là căn cước công dân các bạn cai c và các bạn sẽ là nhập cái số id tức cái số căn cước công dân vào đây các bạn kiểm tra lại thông tin một lần nữa chính xác hết chưa thì các bạn click vào là tiếp tục như vậy thì các bạn đã hoàn thành cái bước đầu tiên là mình xác minh cái thông tin và đến cái bước nữa thì mình cần phải là xác minh cái hình ảnh tức là các bạn sẽ là chụp cái mặt trước của là căn cước công dân và mặt sau của là căn cước công dân và đến một bước nữa là bạn là quay cái video màn hình là xong nhé tức là chụp cái hình ảnh mà mặt trước của mình là xong cái quay selfie đấy thì cái chức năng này là nó chụp trực tiếp chứ nó không cho mình là gửi hình ảnh lên đâu nên là các bạn sẽ là chuẩn bị cái tờ giấy màu trắng hay là nền màu đen hay màu vàng cũng được các bạn sẽ là để cái căn cước công dân lên và các bạn để cái camera nó có cái khung đấy nó ôm sát cái căn cước công dân rồi có thể nó tự quét tự chụp hoặc là các bạn thấy lâu quá thì các bạn sẽ bấm vào cái nút bên dưới nó có nút chụp này các bạn chụp bằng tay nhá và các bạn sẽ là gửi lên hai cái mặt trước và mặt sau của căn cước công dân và mình bấm vào là bước tiếp tục để bạn chuyển sang cái bước mình sẽ là chụp hình ảnh mặt trước của bạn nhá và đến cái bước này thì hệ thống nói là bạn làm tốt lắm và mình cần phải là chụp một cái hình ảnh tự sướng tức là mình sẽ là chụp mà hình ảnh là selfie chụp cái mặt của mình thì các bạn chụp xong bạn gửi lên thì khoảng độ là 5 tới là 10 phút thì ở bên phía sàn sẽ là à, xuất duyệt cho mình được KIC nhá rồi bây giờ mình sẽ là hướng dẫn các bạn rút cái đồng là MRST để về cái sàn là OKX thì các bạn sẽ đăng nhập vào cái app đào là MRST ở đây thì các bạn sẽ nhìn thấy bên dưới này nó sẽ có biểu tượng là ví nhá bên cạnh cái nút home ở ngôi nhà đấy thì à, các bạn sẽ bấm vào cái ví ở đây tiếp theo thì các bạn sẽ là chọn ví bên dưới vì ở bên trên là cái sàn là OKX nhưng mà không cho mình kết nối ví sàn mà nó cho mình là kết nối với cái ví là Web3 nên là cái ví là Web3 thì các bạn không dùng đâu các bạn dùng cho mình cái ví bên dưới là Wallet Connect nhé tiếp theo thì mình sẽ là chọn ví chớt hoặc là ví MetaMask như vậy thì các bạn nên là chọn cho mình cái ví MetaMask cũng được các bạn bấm vào đây ở đây nó sẽ mở cái ví mình lên và nó sẽ là kết nối Rồi tiếp theo thì các bạn nhìn thấy là cái mạng của mình là mạng Matic cũng nhá Nhớ kỹ cho mình trên ví Metamask mình đang để cái mạng là Matic Mainnet này Và đây là cái trang cho mình là liên kết ví trên cái app nào là MZST Thì bạn bấm vào là kết nối ở đây Như vậy thì các bạn nhìn thấy mã ví mình nó hiện đây nhá Và một cái bước nữa để mà các bạn rút được cái đồng tiền này về cái ví Metamask Thì các bạn sẽ là bấm vào cái đường link à, Mình sẽ ghi là link rút là MZST mình để bên dưới phần là mô tả như vậy thì các bạn sẽ lấy đường link để bên dưới phần là mô tả và mình có ghi là link rút cái đồng là T và tiếp theo thì các bạn bấm là Wallet Connect. Ở đây thì các bạn cần phải là chọn ví nhá. Nó sẽ hiện lên những cái ví để cho bạn kết nối thì mình đang dùng là ví MetaMask, bạn sẽ chọn là ví MetaMask. Ở đây nó đăng nhập vào cái ví của mình để kiểm tra là lúc trước mình đã là kết nối chưa đấy. Các bạn chờ một chút cho nó chấp nhận cái thông tin. Rồi ở đây thì các bạn bấm là kết nối nhá và nó trùng đúng cái mã ví lúc trước mình có kết nối thì các bạn nhìn thấy nó hiện luôn này tức là nó hiện luôn cả cái tên mà mình đang là cái tên nickname mình trong cái app mà MZST ra nhé. và đây là cái mã ví của mình và cái số token mà mình khai thác được làm ở đây nhá và cái chỗ này thì mình đã là rút hết rồi nên là mình không rút được nữa lúc trước mình có rút là 218 cái đồng này về rồi thì cái số tiền mà có thể rút của mình đang là không nhá tức là không có nhá và đây cái số dư dự trữ tức là mình đang là thừa có là 29.5 cái đồng là mst Rồi như vậy thì do mình đã rút hết rồi thì mình không còn để rút nữa nhá thì các bạn sẽ bấm vào cái nút là rút đây. Như vậy mình làm demo thôi, mình bấm vào nút là rút này. Thì ở đây cái số dư mà rút của mình đang là không có này. Như vậy thì các bạn sẽ nhập cái cái số lượng là tối đa nhé Bên này có chỗ là tối đa này. Ví dụ các bạn đang có là 200 đồng thì các bạn ghi đây là 200 hoặc là 100 nhá, bạn ghi là 200 này. Do mình không có nên là nó không cho ghi đâu và sau khi các bạn ghi xong hoặc là bạn bấm vào tối đa này thì các bạn bấm vào rút nhé là mình đã rút cái số đây về và sau khi các bạn rút về cái ví metamask thì các bạn vào cái sàn là OKX này ở đây mình hướng dẫn cho bạn rút cái đồng là BZT về cái sàn là OKX để cho bạn bán và các bạn là xem kỹ mình nói không nhiều bạn là hay tua lúc sau ấy các bạn có rút về không được các bạn bán không được các bạn lại bảo là sờ cam nọ kia nó mệt lắm nhá trước tiên thì các bạn dùng cho mình cái ví sàn không phải là cái ví bên Web3 này nhé nhớ kỹ mình là dùng cái ví sàn là một và để mà thực hiện cái chức năng là nạp và rút thì bắt buộc là các bạn phải là xác minh danh tính thành công tức là kyc c ở đây thì các bạn chuyển sang cho mình cái bên là tài sản nhé bên ví ở bên cuối này cái này mình nói luôn trước không nhiều bạn là cứ tua lúc sau bạn không không làm được các bạn không bán được các bạn lại bảo sợ cam rồi các bạn nói này nói nọ nhé khi mà các bạn rút cái đồng là mrst về thì nó sẽ nằm ở trên cái ví là funding như vậy thì các bạn vào cái phần là chuyển tiền bên cuối này các bạn cần phải là chuyển từ cái ví funding sang cái ví giao ngay tức là ví support này thì các bạn sẽ là nhập số lượng và các bạn chuyển sang thì lúc đấy các bạn mới là thực hiện giao dịch được còn cái trường hợp mà các bạn rút về mà các bạn không chuyển ví ở đây thì các bạn không uh, giao dịch được nhá bao giờ đang nằm ở trên cái ví là funding đối với cái sàn OKX này thì nó nằm ở trên ví là funding nhá và khi các bạn thực hiện rút thì sẽ mất khoảng độ là một số phút để cho hệ thống xác nhận là hình là 17 cái giao dịch thì tiền mới về cái ví này vì cái sàn này nó cũng khá là uy tín và nó, nó làm rất bảo mật rồi bước tiếp theo mình sẽ là hướng dẫn bạn rút này thì các bạn vào phần ví này các bạn nhìn thấy chỗ là lạp tiền đây. Ở đây nó sẽ có cái ô tìm kiếm như vậy thì các bạn sẽ ghi cho mình chữ là MZST vào đây. Các bạn nhìn thấy là nó hiện lên là MZST token này thì bạn mở lên. Ở đây hệ thống cảnh báo cho mình là nhắc nhở là chỉ nạp tiền qua mạng là Polygon. Vì bây giờ chỉ có mỗi mạng là Polygon là đang là hỗ trợ cho cái đồng là MZST. Như vậy thì các bạn sẽ là sao chép mã ví này và tiếp theo thì các bạn về cái ví là Metamask Ở đây thì mình không có đâu, mình chỉ là làm demo mình đã là rút về rồi nhá Ở đây thì các bạn sẽ là bấm vào cái đồng là mst này Và bước tiếp theo thì bạn bấm là gửi nhá, tức là mình rút đi à, Các bạn sẽ là dán cái mã ví vào đây nhá Xong rồi các bạn bấm là tiếp tục ở đây Đến bước này thì các bạn sẽ là nhập số lượng và các bạn bấm là tiếp là mình đã là rút ở trên ví Metamask và chờ bên là sàn OKX ấy. Họ xác nhận là mình nhận được. Và sau khi mà các bạn đã là rút thành công cái số là MRST về đây thì cái bước đầu tiên ấy mình phải nhắc lại là các bạn vào ngay cái mục là chuyển tiền này. Cái số mà MRST bạn rút về đang nằm ở trên ví là funding thì các bạn cầm là chuyển về cái ví giao dịch tức là cái ví support. À, các bạn sẽ là nhập cái số lượng và bạn bấm là xác nhận nhé. Nếu như mà cái ví là giao dịch nó đang ở bên trên thì bạn đảo mũi tên này xuống để cho nó quay xuống nhé. Nhớ kỹ mình là để là cái ví là funding này bên trên và ví giao dịch bên dưới và các bạn xác nhận sau khi mà các bạn đã là chuyển về cái ví giao dịch rồi, thì các bạn bấm vào giao dịch cái nút ở giữa ở đây. Giá hiện tại nó đang là 0.059 nhá. Và nếu như lần đầu các bạn bấm vào thì nó chưa hiện đây đâu, các bạn bấm ở bên trên này. Các bạn sẽ ghi vào cái ô tìm kiếm là BZT, thì nó sẽ hỗ trợ cho mình chơi trên hai cái cặp. Thứ nhất là trên là dưới và thứ hai trên là dưới DC. À bạn nào thích cặp nào thì bạn chọn cặp đấy. Chẳng hạn là mình sẽ chọn cặp là trên dưới Thì để bán thì nó sẽ có hai cái lệnh thứ nhất thì cái lệnh giới hạn là lệnh các bạn đặt hoặc là các bạn chọn cái lệnh là thị trường này nhá thị trường này thì khi bạn chọn vào thì tự động sẽ khớp lệnh và bạn cầm cái thanh trượt này như vậy thì bạn cầm cái thanh trượt đấy bạn sẽ là kéo này kéo với số lượng là mắc thì bạn bán hết và sau khi bạn bán được thì cái số mà GDT nó sẽ nằm ở cái ví này và các bạn có thể là rút về ví nào cũng được nếu mà để rút thì bạn bấm là rút ở đây và mình sẽ chọn là ở đây do mình chưa liên kết cái Google Authy là nó chưa cho mình rút nhé. như vậy các bạn cần phải liên kết cái tài khoản Google Authy ở cái phần là đây phần là bảo mật bên dưới này cái chỗ là bảo mật này thì các bạn cần phải là liên kết rằng buộc cái Google Authy thì lúc đấy nó mới cho mình rút nhá thì các bạn thể là rút Zerity uh, này về Zalo hay là về trên là uh, Onnet để bạn bán sang Việt Nam đồng và bạn rút về tài khoản ngân hàng còn bây giờ mình chuyển sang cái phần là uh, quay thưởng cho bạn ở cái video trước Chúc mừng bạn đầu tiên là bạn Hương Đô nhé. Chúc mừng bạn. Bạn thứ hai là Lộc Phát Bài Chín nhé. Chúc mừng bạn. Thì hai bạn liên hệ mình qua Zalo và gửi cho mình cái mã ví đấy để mình trả thưởng. Và mình cũng xin được kết thúc video ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi.